Teaser phim điện ảnh Người đẹp và quái vật phiên bản người thật đóng vừa được tung ra vào ngày 23 tháng 5. Tuy nhiên, chỉ sau 24 tiếng đồng hồ, nó đã thu hút hơn 91 triệu lượt xem. Tin vui này được tiết lộ trên trang cá nhân của đoàn phim. Từ trước đến nay, chưa có một clip teaser nào đạt được con số này chỉ trong một ngày ra mắt. Ngay cả teaser của những phim bom tấn như Captain America Civil War, Star Wars The Force Awakens hay Avengers Age of Ultron cũng chỉ đạt cao nhất là 88 triệu lượt xem. Phim điện ảnh Người đẹp và quái vật chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên năm 1991. Ngôi sao Hollywood Emma Watson thủ vai Ben, cô gái giúp hoàng tử phá bỏ lời nguyền và thoát kiếp quái vật. Phim dự kiến công chiếu vào ngày 17 tháng 3 năm 2017.